Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thử một cái dòng nước hoa Versace Divine Blue, một trong những cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng và đang được ưa chuộng rất nhiều ở thị trường hiện nay, sẽ được làm giả tinh vi đến độ như thế nào nha. Theo như Hương được biết thì hiện tại nước hoa Versace này là một trong những cái thương hiệu được làm giả rất là nhiều, từ những cái loại thấp cấp cho đến những cái loại đa cấp. Chính vì thế là trong cái video ngày hôm nay mọi người đừng có bỏ qua, bởi vì Hương sẽ chia sẻ cái cách để chúng ta phân biệt được một cái chai thật và một cái chai giả sẽ ra sao. Thì nếu như mà khi mọi người mua một cái chai nước hoa đó mà chúng ta không có người nhà ở bên nước ngoài mua, hoặc là chúng ta chưa tìm được một cái chỗ nào mà nó uy tín, thì mọi người cần lưu ý giúp Hương ba cái điều sau đây. Bước đầu tiên, hãy kiểm tra cái bao ni lông, màu sắc thương hiệu in trên hộp. Khi Hương để hai chai Versace thật và giả gần nhau thì chắc chắn sẽ dễ thấy được cái sự khác biệt. Bao ni lông Versace thật rất là trong suốt, láng mịn và không bị nhăn nhúm, ôm sát cái vỏ hộp. Còn Versace giả, chúng ta sẽ thấy ngay cái lớp ni lông nó bị đục hơn, bị nhăn nhúm hơn và có cảm giác nó bị rộng hơn so với cái hộp nước hoa, tạo một cái cảm giác giống như là nó được làm một cách vội vàng. Cái màu sắc của thương hiệu Versace thật đậm, nét chữ dày hơn, màu vàng sáng chói, tạo một cái cảm giác sang chảnh hơn hẳn. So với lại cái chai Versace giả này thì thương hiệu được in lên vô cùng đơn giản, màu sắc ảm đạm, nhìn không có sang. Và cái bước thứ hai, chúng ta cùng xem thử chai nước hoa bên trong sẽ khác biệt như thế nào. Nếu như các bạn theo dõi những cái video phân biệt nước hoa thật và giả của Hương thì các bạn thường thấy cái nắp chai nước hoa thật khi đóng lại nó sẽ có kêu một cái tiếng tách, còn cái chai giả thì không. Nhưng dựa vào cái yếu tố này thì không áp dụng được với lại cái dòng nước hoa Versace Divine Blue này nha. Các bạn chú ý cái logo của chai thật có màu vàng đồng, thương hiệu trên cổ chai được khắc sắc nét, dứt khoát và gọn gàng. Còn logo chai giả có màu vàng nhạt, thương hiệu Versace khắc không rõ nét. Tiếp đến chúng ta cùng soi cái độ thủy tinh. Versace Divine thật có màu xanh sáng hơn, thủy tinh mượt mà, sáng bóng hơn rất là nhiều. Chai giả các bạn sẽ thấy cái thủy tinh bị chảy xước, đặc biệt là màu sắc của cái nắp chai Versace thật có cái độ sáng bóng rất là đẹp, khi mà để soi cái mặt mình vào là thấy luôn. Còn cái chai giả thì nó sẽ bị đục và nó không có độ bóng sáng, nên khi bạn soi vào bạn sẽ không thấy cái gì hết. Và để ý bên trên cái ống xịt, các bạn thấy không, Versace thật có in hình nước hoa thật và giả, thì điều quan trọng nhất là cái mùi hương của nó sẽ khác nhau như thế nào. Và có rất nhiều shop họ sẽ cho mọi người chúng ta sẽ được trải nghiệm cái mùi hương. Bây giờ Hương sẽ xịt thử cái chai giả này ha. Thì khi mà họ cho mình thử cái mùi hương này á, thì đặc biệt đối với cái chai nước hoa mà Versace Divine Blue này á, thì mọi người biết không, khi chúng ta thử á, cái mùi hương, cái nốt đầu tiên nó làm y chang cái chai thật luôn, rất là giống cái chai thật luôn. Nhưng mà sau đó thì cái mùi hương nó không dịu đi, mà nó chỉ có một tầng hương như vậy thôi. Và đặc biệt là nó lưu hương không có lâu trên cái làn da của mình. Đó, cái mùi hương ha của cái chai này nó làm khá là tinh vi luôn, và rất là giống với lại cái chai nước hoa thật. Và bên cạnh đó bây giờ Hương sẽ xịt cái chai nước hoa thật để cho cả nhà mình cùng xem. Đó, thì nó là dạng phun sương, mọi người nhìn thấy không? Và khi mình xịt ra một cái á, thì cái mùi hương của nó mang đến một cái cảm giác trầm ấm hơn, nhưng mà có một cái sự tươi mát hơn. Thực sự là cái chai Versace Divine Blue này nó làm cho Hương có cảm giác là mình cảm thấy rất là thoải mái cho bản thân của mình. Và nếu mà một người nam mà khi mà các anh sử dụng một cái mùi hương này thì nó chắc chắn sẽ mang lại một cảm giác rất là dễ chịu cho những người xung quanh của mình. Đó là cái điều khác biệt, và nó sẽ lưu hương lâu ha. Thì ít nhất thì Hương thấy cái dòng nước hoa này, cái độ mùi của nó sẽ lưu hương trên quần áo của mình ít nhất là phải trên 8 tiếng. Đó, thì mọi người mua thường là chúng ta sẽ phát hiện ra hàng thật hay hàng giả sau khi mà chúng ta đã trải nghiệm qua cái mùi hương đó rồi. Hy vọng rằng sau khi mọi người xem xong cái video này thì chúng ta sẽ biết cách phân biệt được nước hoa thật và nước hoa giả như thế nào, để trước khi chúng ta thanh toán tiền cho bất kỳ ai, chúng ta hãy kiểm tra xem nó có đúng là hàng thật hay không. Nếu mọi người có bất cứ những cái thắc mắc gì hoặc có những cái câu hỏi gì thì có thể comment ở phía bên dưới để mà Hương có thể chia sẻ cùng với lại mọi người nhiều hơn nha. Nếu các bạn thấy cái video này có giá trị thì hãy chia sẻ để cho tất cả những anh em của chúng ta sẽ lựa chọn được cái mùi hương của mình yêu thích. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ biết cách phân biệt được hàng thật và hàng giả để mà chúng ta sẽ tránh cái sự nhầm lẫn khi mà mua nước hoa nha.